Được ăn lộc thần tài đúng ngày 28 tháng 7 âm lịch, năm con giáp vượt qua mọi chông gai, đón tiền tài sung túc, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu sang, nứt đố đổ vách. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, ông cha ta xưa có dạy, nhân vô thập toàn, sự vô hoàn mỹ. Thế nên, sống ở đời, có người thì khẳng khái, độ lượng bao dung, nhưng cũng có những kẻ suốt ngày quanh co, đôi co, so đo tính toán. Có những cái việc mà các bạn làm càng khẩn trương thì lại càng mệt, càng cưỡng cầu thì lại càng dễ mất đi. Thế giới rộng lớn, lòng người thì khó đoán. Thế nên, bậc quân tử gặp phải những cái kẻ tiểu nhân ắt cũng là cái điều đương nhiên và dễ hiểu. Trời đã định sẵn trong số mệnh của 12 con giáp sẽ có 5 con giáp đắc mệnh phú quý. Nhưng cuộc đời thì lắm chông gai, trên đường đi dẫn đến thành công, họ luôn bị ngán đường, cản lối bởi những kẻ tiểu nhân ghen ghét đố kỵ, ngấm ngầm hãm hại. Trong hơn 7 tháng vừa qua, thì nói chung ý, 5 con giáp này cũng sẽ liên tiếp gặp phải cái vận hạn từ trên đầu nó ập xuống, làm ăn thì thất bại, nợ nần thì triển miên, khó có thể trả nổi. Khốn khó vô cùng, nhưng nghèo thế là quá đủ rồi. Theo lời tiên tri mới nhất của giới tiên tri hàng đầu thế giới cho biết, đúng ngày 28 tháng 7 âm lịch ngày Đinh Mão sắp tới đây, sẽ có một cái hiện tượng lạ trên bầu trời khiến cho âm dương đảo chiều. Trong số 12 con giáp, sẽ có 5 con giáp này sẽ chớp được cái thời cơ, biết được thiên thời, đổi vận, đổi đời, trở nên giàu sang, nứt vách, khiến cho ai cũng phải nghiêng mình mà ngưỡng mộ. Đây là cái thời khắc nó mở ra, ngàn năm mới có một lần, và vượt xa cái thiên thời địa lợi nhân hòa. Chỉ cần nghe được cái điều này là lội ngược dòng, đi đến cái thành công, giàu to hết phần của thiên hạ, hết khổ hết nợ, bao nhiêu vất vả nghèo khổ trước đó thì cũng được đền đáp một cách xứng đáng, bao nhiêu cái nợ nần thì sẽ được trả sạch, mua nhà lầu xe sang, hiên ngang, bước đi giữa làng giữa chợ trước cái sự ngưỡng mộ và trầm trồ của rất nhiều người. Năm con giáp này còn đặc biệt ở chỗ, làm việc gì cũng sẽ được suôn sẻ thuận lợi, mưu sự thì dễ thành, sở cầu như nguyện, sở nguyện tòng tâm. Dù dấn thân vào lĩnh vực nào cũng sẽ được thu lại những cái nguồn lợi nhuận khủng khiếp, khiến cho nhiều người phải đỏ mắt mà ghen tị. Lại thêm cả các cát tinh nó phụ trợ, mà năm con giáp này cũng sẽ tránh được những cái họa thị phi, tránh được cái hạn tiểu nhân hãm hại. Tiểu nhân thì cũng không dám đến gần các bạn nữa vì sợ gặp phải những cái rắc rối. Đây là cái thời điểm tinh hoa đất trời nó hội tụ, thần tài cũng đã nhắm trúng các bạn, là những con giáp khổ tận cam lai. Nên là đến ngày 28 tháng 7 âm lịch sẽ là một cái khoảng thời gian những con giáp này bước lên trên cái đỉnh vinh quang, túi tiền rủng rỉnh, vàng đeo gãy cổ, phúc lộc thì ngập tràn, giàu sang sung sướng đến cuối cuộc đời. Vậy thì 5 con giáp đó là những con giáp nào? Thiên cơ tiết lộ ở đây là gì? Vận mệnh nào sẽ mang đến cái vận may cho những con giáp này trong ngày 28 tháng 7 âm lịch ngày Đinh Mão? Tất cả sẽ được Tử Thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi đi vào phần luận giải chi tiết, quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Cũng như là gì? Mời Tử Thông một cốc trà đá để Tử Thông có thể làm những video hay hơn nữa cho quý vị nhé. Quý vị thân mến, con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong cái ngày 28 tháng 7 âm lịch ấy, thì đó chính là những người tuổi Sửu. Quý vị thân mến, trong cái ngày 28 tháng 7 âm lịch, những người tuổi Sửu được thực thần ở chiếu mệnh, nên là sẽ có những cái tin tức tích cực ở phương diện tài lộc. Tử vi học cũng cho thấy, nói chung cái việc kinh doanh buôn bán của những người tuổi Sửu trong thời gian này cũng khá là hanh thông. Tiền bạc thì liên tục đổ về túi sau bao nhiêu nỗ lực và cái cố gắng. Tình hình tài chính của các bạn cũng đã được cải thiện, khiến cho những người tuổi Sửu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Với những người làm công ăn lương hoặc là với những người làm công việc cố định ấy, thì ngày hôm nay các bạn cũng dễ dàng giải quyết được những cái khó khăn đang vấp phải, khiến cho đồng nghiệp và cấp trên cũng phải ngạc nhiên về cái hiệu quả làm việc của mình. Con giáp này có tinh thần làm việc hăng say, cống hiến hết mình, nên những khó khăn cũng không thể làm họ chùn bước. Trong thời gian này, tiếc rằng một chút là gặp cục diện là mộc thổ nó là tương khắc. Vậy nên
Trong thời gian này, cái chuyện tình cảm nó gặp khá nhiều cái rắc rối, bởi cả hai người đã thiếu đi cái sự coi trọng lẫn nhau. Và các bạn dành rất nhiều thời gian cho công việc mà quên mất dành thời gian dành cho nhau. Vậy thì những người tuổi Sửu hãy tranh thủ những ngày cuối tuần để mà hẹn hò và hâm nóng cái mối quan hệ của mình, quý vị nhé. Và để mang lại cái may mắn hóa giải những xung sát thị phi, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn trong cái ngày 28 tháng 7 âm lịch ngày Đinh Mão, đó chính là những người tuổi Dần. Quý vị thân mến, nói chung ấy, những người tuổi Dần được cục diện tam hội là Dần Mão Thìn nó tương trợ giúp đỡ. Vậy nên là cái cục diện tam hội nó xuất hiện trong lá số tử vi ngày hôm nay của những người tuổi Dần, nó cũng báo hiệu bản mệnh được quý nhân che chở phù trợ. Trong công việc thì tìm ra được cái đường hướng phát triển mới của mình trong tương lai. Nhờ vậy mà các bạn có thêm tự tin về cái sự lựa chọn của bản thân. Con giáp này cũng dần dần hiểu được cái điều mà mình muốn nói là gì. Cũng biết thế mạnh của mình nằm ở đâu. Nhờ đó mà những người tuổi Dần đã hoạch định được cái tương lai cho chính bản thân với những cái kế hoạch đầy đủ chi tiết và có tính khả thi rất là cao. Các bạn chỉ cần làm theo đúng cái kế hoạch đã đặt ra là có thể đạt được cái mục tiêu như mong đợi. Trong vấn đề tình cảm, dù thời gian này khá bận rộn cho những cái kế hoạch cá nhân, song những người tuổi Dần ấy vẫn cố gắng dành thời gian để mà chăm lo cho các mối quan hệ của mình. Nhờ vậy mà bạn và nửa kia cũng ngày càng gắn kết và những cái hiểu lầm, những cái khúc mắc trước đó cũng đã được giải quyết, khiến cho tình cảm được ổn định và hai người sống cuộc sống khá là hạnh phúc sung túc. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình và để bảo vệ cái tình cảm của mình ấy, cái hạnh phúc mình đang có, những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong cái ngày 28 tháng 7 âm lịch ngày Đinh Mão thì đó chính là những chú mèo dễ thương, những người tuổi Mão. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay những người tuổi Mão được thiên ấn nó nhập mệnh. Vậy nên những người tuổi Mão sẽ đạt được những cái bước tiến mới trong cái tiến trình sự nghiệp của mình. Trong ngày 28 tháng 7 âm lịch ngày Đinh Mão, các bạn càng mạnh dạn thể hiện thì càng dễ có cơ hội được cất nhắc lên những cái vị trí cao hơn. Đừng bao giờ che giấu cái tài năng của mình khi mà đó là cái cách để các bạn đạt được những cái điều mà mình mong muốn. Dù đang có lợi thế hơn người, những người tuổi Mão cũng không nên tỏ ra kiêu ngạo hay là ngạo mạn hay là coi thường người khác. Các bạn hãy cố gắng học hỏi và trao dồi thêm những cái kiến thức để ứng phó với những khó khăn, những cái vấn đề có thể phát sinh trong tương lai. Đồng thời, cái thái độ khiêm tốn cũng giúp cho các bạn tránh được cái việc đụng độ với kẻ xấu bụng, ghen ăn tức ở. Trái ngược với công việc, cái vận trình tình cảm của những người tuổi Mão trong thời gian này thì cũng có phần sa sút. Khi mà xảy ra những cái tranh cãi, những người tuổi Mão nên gì kiệm lời. Nếu không thì các bạn rất có thể nói ra những cái lời không hay, làm tổn thương đến nửa kia. Nếu mà cứ nóng giận rồi trút giận lên đầu người ấy thì cái mối quan hệ giữa hai người rất dễ bị xa cách và bị gì rạn nứt. Vì vậy, để bảo vệ cái hạnh phúc mình đang có và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng, quý vị nhé. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Hợi. Trong cái ngày 28 tháng 7 âm lịch ngày Đinh Mão thì những người tuổi Hợi được cục diện là Hợi, Mão, Mùi là tam hợp. Vậy nên trong thời gian này được cục diện tam hợp nó tương trợ giúp đỡ. Vậy nên cái vận trình của những người tuổi Hợi khá là thuận lợi. Quý nhân thì vượng, công việc thì được hỗ trợ từ nhiều mặt nên cũng dễ dàng gặt hái được những cái kết quả rất là khả quan.
Theo đó, thì những người tuổi Hợi nên mạnh dạn mưu sự lớn, hạ quyết tâm theo đuổi cái mục tiêu tới cùng thì sẽ nhận được những cái thành quả xứng đáng. Và trong thời gian này, nói chung là bản mệnh có nhiều cái cơ hội để đẩy mạnh cái công việc làm ăn của mình, được hỗ trợ vốn, nhân lực, tỷ lệ thành công cũng rất là cao, nên chủ động nắm bắt để biến cái ước mơ đấy trở thành hiện thực các bạn nhé. Bên cạnh đó, trong thời gian này với những người làm công ăn lương thì bản mệnh cũng được các cát tinh nó che chở, đặc biệt là có chính quan nó nhập mệnh, nên là cái vận trình cũng không có gì phải lo lắng cả. Trong ngày hôm nay thì các bạn sẽ phát huy được cái năng lực khá là tốt, đưa ra nhiều cái ý tưởng độc đáo và được đánh giá khá là cao. Ngay cả đối thủ cạnh tranh cũng phải thể hiện cái sự nể phục với các bạn. Bên cạnh đó, cái vận trình tình cảm không có gì là đáng ngại. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải quan tâm hơn đến nửa kia của mình. Quý vị nhé, đừng có suốt ngày lấy lý do bận rộn, kẻo gì chuyện tình cảm rất dễ bị rạn nứt. Và để mang thêm cái may mắn, hóa giải những xung sát, thì những người tuổi Hợi trong thời gian này cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 5 mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, nói chung ấy, được cái cục diện tam hợp Hợi Mão Mùi nó trợ mệnh, nên là dự báo cái ngày 28 tháng 7 âm lịch, ngày Đinh Mão, sẽ là một ngày mà có nhiều cái may mắn cát tường đối với những người tuổi Mùi. Các bạn có thể bắt tay vào thực hiện những cái dự án còn đang dang dở. Điều các bạn cần nhất bây giờ là cái sự tự tin, cũng như là một chút cái mạo hiểm để xây dựng cho mình một cái sự nghiệp vững chắc trong tương lai. Bên cạnh đó, cái cát khí nó cũng mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Mùi. Nói chung ấy, cái tài lộc của những người tuổi Mùi nó tăng tiến một cách bất ngờ, mang đến cái nguồn thu nhập đáng để ngưỡng mộ. Đặc biệt là những người buôn bán kinh doanh sẽ vô cùng là thuận lợi, tìm được cái hướng đầu tư phát triển mới, thu về nhiều tiền bạc trong tay. Bên cạnh đó, cái vận trình tình cảm của những người tuổi Mùi trong thời gian này, nói chung ấy, dù đôi khi vẫn có những cái chút bất đồng trong quan điểm, trong suy nghĩ, nhưng mà quan trọng là cả hai đều có sự cảm thông, thấu hiểu đối phương và biết cách chăm lo cho gia đình. Khi mà cả hai cùng cố gắng dung hòa thì cái mối quan hệ nó cũng dần dần được tốt lên và tình cảm vợ chồng mới có thể bền vững được. Vậy nên, để mang lại cái may mắn hanh thông cho mình thì những người tuổi Mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi quý vị nhé. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái ngày Đinh Mão, ngày 28 tháng 7 âm lịch thì những người tuổi Tuất được cục diện là Mão, Tuất là nhị hợp. Vậy nên, được cục diện nhị hợp nó tương trợ, nó giúp đỡ, công việc của những người tuổi Tuất tiến hành một cách trôi chảy thuận lợi, bản mệnh cũng khẳng định được cái năng lực cá nhân, được tập thể ghi nhận, từ đó mở ra nhiều cái cơ hội thăng tiến. Các giao dịch làm ăn trong thời gian này cũng tiến hành khá thuận lợi, những người tuổi Tuất nhanh nhẹn và biết nắm bắt cơ hội, chủ động tìm kiếm và khai thác cái thị trường, nên là có nhiều cái định hướng phát triển và cái mục tiêu rõ ràng, chứ không còn mông lung như trước nữa. Một khi mà đã khóa được cái mục tiêu, những người tuổi Tuất cứ thế mà triển khai đúng kế hoạch dự kiến, hứa hẹn sẽ có nhiều điều bất ngờ đến với mình. Bên cạnh đó, cái tài vận của những người tuổi Tuất trong thời gian này cũng có dấu hiệu khởi sắc do được chính tài nó trợ mệnh, kéo theo là cái cơ hội được tăng lương thăng chức. Những người làm công ăn lương thì có thể tận dụng cái cơ hội này để mà đề xuất tăng lương cho mình. Một số người tuổi Tuất còn may mắn còn được cấp trên chủ động đề xuất tăng lương, quý vị nhé. Thì đây được coi là một cái phần thưởng động viên khích lệ tinh thần xứng đáng, giúp cho quý vị làm việc hăng say hơn. Đấy. Nhìn chung ấy thì cái thu nhập của những người tuổi Tuất trong thời gian này cũng được gia tăng nhanh chóng. Những người tuổi Tuất cứ làm là có tiền, không phải lo cái chuyện túng thiếu. Bên cạnh đó, cái phương diện tình cảm thì cũng khá là ảm đạm do ảnh hưởng của
cục diện là ngũ hành xung khắc. Bản mệnh và nửa kia, ai làm việc của người ấy, không quan tâm và trò chuyện đến nhau. Vì vậy mà cái mối quan hệ nó ngày càng lạnh nhạt. Với những người độc thân thì các bạn cũng có thể dễ bị tổn thương. Nói chung ấy, chính vì vậy mà quý vị cũng cần phải sẵn sàng để mở lòng mình ra, đón nhận cái tình cảm của người khác. Và để hóa giải những hung tinh mang lại cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày 28 tháng 7 âm lịch ngày Đinh Mão. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.